Câu chuyện về người quản lý tên Kim Nga của cố nghệ sĩ Vũ Linh phần cuối. Tác giả Huỳnh Hòa Bình. Những ngày cuối cùng của nghệ sĩ Vũ Linh trong bệnh viện, cô Kim Nga có mặt 24/24, bất kể một ngày bệnh viện chỉ cho phép vào thăm nghệ sĩ Vũ Linh có 3 lần. Không ai có thể khuyên cô Kim Nga rời nghệ sĩ Vũ Linh về nhà nghỉ ngơi được. Cô lên mạng tìm hiểu thông tin, tư vấn bác sĩ, tìm đủ thứ loại sữa, loại dinh dưỡng nào có lợi nhất cho nghệ sĩ Vũ Linh để tìm cách mua về hay tự chế biến cho nghệ sĩ Vũ Linh ăn. Tối cô chăm thức canh từng cái trở mình của ông, bóp tay bóp chân cho ông đỡ đau, lau người vệ sinh sạch sẽ nhất cho ông thoải mái, trong khi cô Hồng Loan luôn nằm ngủ ngon. Hỏi cô Kim Nga trước khi mất nghệ sĩ Vũ Linh có gặp ai, có nói chuyện, dặn dò gì không? Cô Kim Nga cho biết nhiều ngày trước khi mất nghệ sĩ Vũ Linh không nói được vì ông luôn phải gắn ống trong miệng. Muốn gì ông chỉ có thể chỉ hay viết giấy khó khăn. Ngày cuối cùng, nghệ sĩ Vũ Linh cạy máy thở, ông có thể nói chuyện thì người cuối cùng ông gặp và nói được vài câu chính là cô Kim Nga. Khi đó ông đã khóc nói với cô, sao mà con lại hy sinh cho cậu như vậy? Cậu chưa lo gì được cho con hết. Kim Nga nói, đây là lần đầu tiên cậu nói chuyện đàng hoàng nghiêm túc với em như vậy. Còn trước giờ tính cậu luôn nói chuyện chọc chọc, giỡn giỡn không à, em nói thôi cậu đừng có lo cho con, cậu lo cho cậu khỏe đi, con tự lo cho con được. Con còn lo cho cậu được luôn. Chỉ nói được chừng đó thôi là nghệ sĩ Vũ Linh dần hôn mê rồi mất. Nghe cô Kim Nga kể đến đây tôi ngỡ ngàng. Nếu nghệ sĩ Vũ Linh nhiều ngày nhập viện đến lúc mất không thể nói chuyện được thì làm sao ông có thể dặn cô Hồng Loan sửa xe? Không nói chuyện được làm sao ông có thể dặn cô Hồng Loan lấy sổ hồng đi sang tên hết tài sản như cô Hồng Loan nói với em, cháu nghệ sĩ Vũ Linh như trong clip ghi âm họp gia đình ngày 25 tháng 4. Nghĩ đến đây tôi hỏi tiếp cô Kim Nga và nhóm 500 anh em xem lúc sống nghệ sĩ Vũ Linh có từng nói gì đến phân chia tài sản, có từng nói làm di chúc, hay từng nói để cô Hồng Phượng đứng tên nhà ở Phú Nhuận. Những người này trả lời, nghệ sĩ Vũ Linh nói chuyện không bán cái nhà ở Phú Nhuận, để nó làm nhà thờ hoài, người quanh ông ai cũng biết. Ông cũng nói hoài chuyện bán đất cho mỗi người một ít, còn lại ông để dưỡng già, về quê trồng rau, nuôi gà, đi du lịch. Ông muốn sang tên nhà Phú Nhuận cho Hồng Phượng với điều kiện không được bán vì cô là đứa cháu có khả năng nhất nhà, có thể làm ra tiền duy trì, bảo quản ngôi nhà. Ai cũng kêu ông làm di chúc mà ông cứ nói từ từ vì ông nghĩ mình còn khỏe, còn sống được lâu, nghĩ đến chuyện làm show với Hồng Phượng, nghĩ chuyện đi hát mua xe hơi cho Hồng Phượng, nghĩ đến chuyện về quê dưỡng già. Ông cũng có tính làm biến, ghét thủ tục trường ra, ghét ra chính quyền, gặp công an. Nên lười làm di chúc. Ông nghĩ mình nói rồi, dặn rồi, ai cũng biết thì người trong nhà phải nghe theo, không dám cãi. Chắc nghệ sĩ Vũ Linh đâu biết khi ông mất rồi, lòng tham đã đẩy gia đình ông đến bi kịch sóng gió ngày hôm nay. Lời nói của ông bị người danh nghĩa gọi là con gái ông nói với báo chí là ông nói khi say xỉn, nhậu nhẹt. Chính vì những hành xử vô ơn bạc nghĩa với cha như vậy của người mang danh nghĩa là con gái nghệ sĩ Vũ Linh, nên khi ra đi cô Kim Nga không muốn để lại bất cứ thứ gì mình mua, có một số hóa đơn gần nhất còn giữ được cho con người không xứng như vậy hưởng. Kể cả cái bàn thờ cô Kim Nga mua hết 5 triệu đồng và số phục trang cô và 500 anh em may cho nghệ sĩ Vũ Linh. Hiện ngày nào cô Kim Nga cũng cúng cơm nghệ sĩ Vũ Linh ngày 3 bữa, đến mức những người thân nói cô Kim Nga bị ám ảnh cưỡng chế cúng. Tình cảm của cô Kim Nga dành cho nghệ sĩ Vũ Linh sau này biết dường nào đã từng được cộng đồng mạng khen tặng những mỹ từ đẹp nhất. Thậm chí soạn giả Hoàng Song Việt dành hẳn một dòng trạng thái chia sẻ trên mạng xã hội vào đúng 49 ngày mất của cố nghệ sĩ. Ấy vậy mà bỗng phút chốc, lại thành ra như thế. Ngẫm lại mà.